tại Argentina, người ta đang bán nhà để đi xem chung kết World Cup. Một đất nước yêu bóng đá dĩ nhiên sẽ rất hân hoan khi đội tuyển của mình xuất hiện ở một trận chung kết World Cup. Nhưng ở Argentina, mọi thứ còn hơn thế rất nhiều. Dưới góc phân tích của chuyên gia kinh tế hàng đầu Argentina, Salvador Di Stefano, người hâm mộ trung lập sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về đồ điên của các tín đồ túc cầu giáo tại xứ Tango khi trận chung kết đang đến gần. Trong bài viết mới đây trên Yahoo, ông Salvador Di Stefano chia sẻ, chiến thắng của Al Bislesti trước Croatia và việc họ lọt vào trận chung kết đã tạo nên một biển người đổ ra đường. Họ ăn mừng cả đêm và trong suốt nhiều ngày, dường như cảm giác lâng lâng vẫn đọng lại. Truyền hình ngày đêm đưa tin những câu chuyện về Scaloneta, trong khi những trường học bị tê liệt bởi giáo viên và học sinh đều cùng nhau xem các trận đấu của Argentina, đều bàn tán về bóng đá. Có lẽ chẳng ai còn bận tâm đến chuyện học hành trong những ngày này. Sự cuồng tín của người Argentina là rất, rất lớn. Tôi không thấy người châu Âu bắt con cái họ phải nghỉ học một ngày để đi xem World Cup. Tuy nhiên, ở Argentina thì nghỉ học chưa là gì. Ông bà, cha mẹ, con cháu sẵn sàng đi đến Qatar xem bóng đá. Họ đã dắt theo cả cháu đến sân để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Theo dữ liệu từ công ty du lịch Despega, lượt tìm kiếm các chuyến bay từ Argentina đến Qatar đã tăng 4 lần sau chiến thắng trước Croatia. Đây là sự gia tăng đột biến so với một ngày trước đó. Trong vòng nửa giờ sau khi kết thúc trận bán kết, các hãng hàng không đã bán hết vé cho chuyến bay dự kiến sẽ khởi hành sau đây 3 ngày, khiến nhiều hãng phải bố trí chuyến bay bổ sung. Theo ông Di Stefano, để thỏa mãn giấc mơ World Cup, rất nhiều gia đình Argentina sẵn sàng bán nhà, không cần biết khi trở về sẽ sống ở đâu. Bất cứ ai quyết định ném đi ngôi nhà của mình để cố gắng đi từ Buenos Aires đến Doha xem trận chung kết phải trả tiền vé khứ hồi từ 7 đến 10.000 USD. Ngoài ra còn phải kể đến chỗ ở và chi phí đi lại, ăn uống ở Qatar. Trong khi tại Argentina, hầu hết mọi người đều nhận lương bằng đồng peso và việc mua USD để tiết kiệm hoặc chi tiêu ở nước ngoài gần như là không thể, trừ khi bạn đến chợ đen, nơi chúng có giá gần gấp đôi. À, bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu bằng USD, nhưng nếu chi vượt quá tổng số 300 USD mỗi tháng, bạn sẽ phải trả một mức thuế rất cao. Hiện tại, mức lương tối thiểu ở Argentina là 57.900 peso, 181 đô mỗi tháng, và trong quý 2, tỷ lệ thất nghiệp đã chiếm đến 6,9% dân số. Trong một xã hội mà phần lớn dân số sống nhờ vào trợ cấp của nhà nước hoặc công việc không ổn định, đây thực sự là điều đáng lo ngại. Khi được hỏi làm thế nào mà Argentina, vốn đang rơi vào khủng hoảng kinh tế, vẫn là một trong những quốc gia đóng góp nhiều du khách nhất tại World Cup 2022, Di Stefano khẳng định, đó là vì chúng tôi rất vui vẻ, rất hâm mộ bóng đá và chúng tôi có một nền kinh tế cho phép nhiều người đi du lịch theo cách đó. Ở Argentina, bóng đá gần như là một tôn giáo và tất cả chúng tôi đều coi nó như vậy, chúng tôi bị ám ảnh bởi nó. Chúng tôi có 47 triệu người Argentina và tầng lớp thượng lưu là 5%. Con số này cho thấy khoảng 2,3 triệu người có năng lực kinh tế ổn định, họ sở hữu hầu hết của cải ở đất nước chúng tôi. Thế nên họ không gặp vấn đề gì khi đi du lịch nước ngoài để xem bất kỳ trận đấu nào chứ không riêng gì bóng đá. Còn lại hầu hết là tầng lớp bình dân đang sống với nỗi lo lạm phát từng ngày. Theo ông Di Stefano, trong tháng 10 năm 2022, trung bình một người dân xứ Tango phải chi nhiều hơn 1,88 lần để mua một sản phẩm so với cùng thời điểm một năm về trước. Nửa đầu năm 2022, có tới 36,5% dân thành thị Argentina là người nghèo, tương đương 10,6 triệu. Qua những thống kê trên, cùng với đôi dòng chia sẻ của chuyên gia Di Stefano, có thể thấy lúc này chỉ có bóng đá mới có thể xoa dịu những khó khăn của người dân xứ Tango. Vì sao người Argentina của bóng đá đến mức ân nhân suốt đời của Messi không muốn họ vô địch? Cả đất nước Argentina đang phát cuồng vì World Cup. Điều này tốt hay xấu, đáng để vui hay nên cảm thấy buồn? Thật khó để nói khi xứ sở Tango đang hành động bằng con tim, không phải lý trí. Năm 1978 tôi đi nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ là canh giữ trạm phát sóng truyền hình màu tới toàn thế giới, Argentina phải xây dựng gấp hệ thống truyền hình màu để phục vụ World Cup 1978. Tôi túc trực ở đó 24/24 và không được xem một trận World Cup nào. Tôi đã tự hứa với bản thân một ngày nào đó phải tham dự giải đấu này. Đó là câu chuyện của Oscar, một cổ động viên lớn tuổi người Argentina. Vì cuộc sống chẳng dư giả gì, ông đã không thể thực hiện ý định đó. Cho đến tận bây giờ khi đã nghỉ hưu, chứng kiến Lionel Messi cùng đồng đội bùng nổ ở World Cup 2022 lại nhân dịp 30 năm ngày cưới. Oscar quyết định vét hết tiền tiết kiệm để hai vợ chồng tới Qatar. Chúng tôi đang ở đây để hiện thực hóa giấc mơ, ông nói khi đang đi trong khu chợ Suwakip để chờ tới trận chung kết. Oscar là một trong 30.000 người Argentina có mặt tại Lusail để chứng kiến Argentina đối đầu với Pháp. Tính cả giải có khoảng 4 vạn cổ động viên xứ Tango hiện diện ở Qatar, nhiều hơn mọi quốc gia khác. Nếu không kể năm 2014 giải đấu diễn ra ở hàng xóm Brazil, đây là kỳ World Cup họ có đông người hâm mộ nhất. Đạt được con số này là nỗ lực phi thường của người Argentina đặt trong bối cảnh kinh tế đất nước nằm bên sườn dãy Andes đang vô cùng tồi tệ. Dưới thời chính phủ của Tổng thống Alberto Fernandez, lạm phát đã tăng vọt lên 83%,
dự kiến đạt 130% vào năm 2023. Từ 1.000 peso, đồng tiền có mệnh giá lớn nhất, Argentina chỉ đủ mua một chiếc bánh cùng tách cà phê, trong khi các ngân hàng thường xuyên hết tiền. Mức lương tối thiểu ở Argentina hiện khoảng 60.000 peso mỗi tháng, nhưng dữ liệu chính phủ nói rằng một người cần có thu nhập 120.000 peso mới trên mức nghèo. Nó có nghĩa ngay cả những người có việc làm, phần lớn đều ở mức nghèo khổ. Nếu hôm nay ăn thịt, nhiều ngày sau chỉ có thể ăn cơm không. Thịt bây giờ là cái gì đó thiêng liêng với chúng tôi, Oscar nói, nhưng bóng đá còn thiêng liêng hơn. May mà vợ tôi còn cuồng bóng đá hơn cả tôi. Theo tính toán của Oscar, tổng chi phí cho chuyến đi vài ngày tới Qatar, từ vé máy bay, vé xem trận đấu đến ăn ở, đi lại có thể lên đến 15.000 USD, tức 2,6 triệu peso, hay 353 triệu Việt Nam đồng. Số tiền này đủ để ông cùng vợ du lịch ở bất kỳ đâu trên thế giới trong vài tuần. Chi phí sẽ rẻ hơn nếu mua được vé từ FIFA, nhưng điều đó là không tưởng vào lúc này. Hiện vé chợ đen đã lên đến 2.000 USD, 47,1 triệu Việt Nam đồng. Ariel, một người Argentina khác đang ở Qatar, nói rằng chuyến đi làm tiêu tốn cả một gia tài. Cách duy nhất khiến anh không muốn tự sát vì số tiền đã chi ra là không quy đổi nó sang peso, hiện 1 USD, tương đương 172.449 peso. Evelyn, nữ cổ động viên đến từ tỉnh Catamarca, Argentina, tiết lộ đã bỏ ra số tiền tiết kiệm trong 9 năm và khi trở về tiếp tục trả nợ vì thiêu. Hơn 1 triệu peso từ thẻ tín dụng. John Kalin, cây viết người Argentina tự nhận trên tờ The Times rằng có một khoảng cách lớn giữa thói tự phụ của người Argentina với những gì họ đạt được. Và rằng xứ Tango đã chịu đựng nửa thế kỷ kém phát triển về kinh tế, đồng thời cũng thất bại ở khía cạnh văn hóa. Chỉ có bóng đá mới có thể giúp họ kiêu ngạo và nuôi ảo tưởng về sự vĩ đại. Đó là lý do người Argentina yêu bóng đá, cùng bóng đá và khát khao chức vô địch đến tột cùng. Như lần này, gần như cả nước, trước một canh bạc lớn, sẵn sàng hy sinh tất cả cho khoảnh khắc Messi cùng đồng đội đăng quang. Riêng bác sĩ Diego Spostin không nghĩ rằng chức vô địch tốt cho Argentina. 25 năm trước, ông là người đưa ra phương pháp điều trị cho căn bệnh thiếu hụt hormone tăng trưởng của Messi. Bằng những ống tiêm hormone tăng trưởng mỗi ngày, Messi đã đạt được tầm vóc như hiện nay, 1,7 mét, theo số liệu từ PSG, qua đó hoàn thành giấc mơ trở thành cầu thủ. Một siêu sao toàn cầu. Messi không bao giờ quên vai trò của Spostin trong sự nghiệp, thậm chí cuộc đời anh. Năm 2001, trước khi chuyển tới Barcelona, để chấp nhận chi trả hóa đơn thuốc men đắt đỏ, Messi đã tặng cho ông chiếc áo số 9 của anh ở học viện Newell's Old Boys. Trên đó, anh ghi nguệch ngoạc dòng chữ, dành tặng Diego với tình yêu từ Leo Messi. Vài năm trước, biết tin con trai của Spostin từ Barcelona, Messi lập tức đến đó và đưa vào phòng thay đồ Barca. Spostin luôn tự hào với điều mình đã làm, và ông rất muốn được thấy Messi trở thành nhà vô địch World Cup. Tuy nhiên đó là tiếng nói con tim, còn lý trí thì không. Bỏ qua bóng đá, là một công dân Argentina, một con người có trách nhiệm với đất nước, tôi không muốn Argentina vô địch. Ông nói, tôi đã mong họ bị loại ngay từ vòng bảng. Năm nay 58 tuổi. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm của đất nước, nhưng chưa bao giờ trải qua cuộc khủng hoảng nào tồi tệ như lần này. Ân nhân suốt đời của Messi cho biết, thay vì tập trung cải thiện tình hình, người ta sẽ sử dụng chiến thắng của đội tuyển để che đậy thực trạng hiện tại. Ai biết được, hoàn toàn có khả năng thông báo phá giá tiền tệ được đưa ra lúc người dân đang mải ăn mừng chiến thắng. Lo lắng của Spostin không phải không có lý. Như đã thấy, rất nhiều người hâm mộ Argentina bỏ nhà bỏ cửa và tiêu hết những gì họ có cho chuyến đi tới Qatar. Sau đó thì sao? Không ai có câu trả lời. Tại sự Tango, những bạn ăn mừng cũng là cơ hội cho tội phạm hoạt động. Rất nhiều báo cáo về tình trạng trộm cắp xảy ra ở các nhà hàng, cửa tiệm tại Argentina trong lúc cả nước đổ ra đường mừng thắng trận. Mọi thứ rất hỗn loạn khi tất cả dùng bóng đá như liều thuốc để quên đi những nhức nhối đang phải đối mặt. Liều thuốc này tốt hay xấu, thật khó để nói chính xác. Hà Nội, phố Tây đông nghẹt người xem trận chung kết World Cup 2022. Nhiều cửa hàng kinh doanh lắp TV màn hình lớn phát chung kết World Cup 2022 khiến con phố tả hiện. Phố Tây của Hà Nội vốn đã đông đúc nay lại càng thêm náo nhiệt. 22 giờ tối ngày 18 tháng 12, trận chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina và Pháp diễn ra. Đây là trận đấu được mong chờ nhất của người hâm mộ môn thể thao vua sau một tháng giải đấu khai mạc. Các hàng quán ở phố tả hiện đầu tư màn hình lớn, thu hút người hâm mộ đến thưởng thức ẩm thực, nâng ly cổ vũ cho những cầu thủ và đội bóng mình yêu thích. Phố Tây Hà Nội đông nghẹt người xem trận chung kết World Cup 2022. Hàng nghìn du khách trong và ngoài nước tấp nập đổ về phố tả hiện. Hà Nội hào hứng theo dõi trận chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina và Pháp. Trận chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina vs Pháp diễn ra vào cuối tuần, tạo thuận lợi cho mọi người có cơ hội tụ tập, cùng nhau thưởng thức niềm vui với bộ môn thể thao vua. Hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đổ về phố tả hiện khiến không khí tối ngày 18 tháng 12 sôi động và náo nhiệt. Biểu cảm đầy tiếc nuối của các du khách nước ngoài khi chứng kiến pha đi bóng hỏng của đội tuyển Argentina. Bức ảnh cổ ông Argentina ngồi xem bóng đá lan truyền trên mạng.
Sau khi nổi tiếng trên mạng, Kalex Pizza được chính cửa hàng điện tử mình xem ké tặng một chiếc TV mới để theo dõi trận chung kết. Kalex Pizza, 83 tuổi trở thành tâm điểm mạng xã hội sau khi một người qua đường chụp được bức ảnh. Ông đang chăm chú ngồi bên ngoài cửa hàng đồ điện tử xem trận thắng 3-0 của tuyển Argentina trước Croatia. Tôi cần tặng ông ấy một chiếc TV, người chụp bức ảnh, chủ tài khoản Twitter Toda Bolu, chủ tịch và gắn thẻ cửa hàng điện tử gia dụng Fravica để ông xem ké. Bức ảnh được chụp gần thủ đô Buenos Aires đã nhanh chóng lan truyền. Hàng nghìn người kêu gọi quyên góp tiền để mua cho cụ ông một chiếc TV mới theo dõi trận chung kết của đội nhà vào tối ngày 18 tháng 12 giờ Hà Nội. Theo News.com, sau khi bài đăng của Toda Bolu nhận được hơn 5.000 chia sẻ, cửa hàng Fravica đã nhân cơ hội tặng miễn phí nam cổ động viên cao tuổi một chiếc TV màn hình lớn. Chúng tôi hy vọng bạn giúp cửa hàng kết nối với ông ấy. Chúng tôi muốn ông ấy xem trận chung kết với một chiếc TV mới. Cửa hàng nhắn cho chủ nhân bức ảnh. Ngày 15 tháng 12, Toda Bolu cập nhật video cùng ông Pizza tới nhận chiếc TV 55 inch tại cửa hàng. Chia sẻ với phóng viên địa phương, cụ ông cho biết hay đến cửa hàng xem bóng đá vì nhà không có, truyền hình cáp và nơi này cũng chỉ cách nhà ông 40 mét. Ở đây có màn hình siêu lớn, giống như tôi được xem trực tiếp trên sân dậy, ông nói. Trong khi phần lớn bạn bè đều đã qua đời, cổ động viên 83 tuổi nói dù sao ông cũng thích xem bóng đá một mình hơn. Pizza cũng cho hay chiếc ghế gấp ông dùng từng là của mẹ ông và nó đã đem lại may mắn. Dù đã có TV mới, Pizza cho hay ông vẫn có kế hoạch xem trận chung kết World Cup từ bên ngoài cửa hàng đồ điện tử như trước. Vào 22 giờ ngày 18 tháng 12 giờ Hà Nội, Argentina sẽ đối đầu tuyển Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 trên sân vận động Lusail Iconic Stadium. Đặc biệt, ngôi sao Lionel Messi của Argentina đang rất khao khát giành chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Ở lần đối đầu gần nhất vòng 1/8 World Cup 2018, đại diện Nam Mỹ nhận thất bại 3-4.